Một trong những nhu cầu sử dụng bàn phím cơ rất thiết thực đó là hàng phím F và hàng phím số. Thực sự là rất đúng với những anh nào mà làm nghề văn phòng, kế toán, coder, lập trình. Còn rất nhiều ngành nghề khác khi sử dụng máy tính, PC là công cụ làm việc chính. Tuy nhiên thì bàn phím full size đối với một số người có thể là hơi quá to và dài. Nó sẽ khiến cái việc mang đi mang lại không được thuận tiện. Chúng ta hôm nay hãy cùng thử xem một chiếc bàn phím có layout vẫn đầy đủ hàng phím F và phím số. Tuy nhiên lại được gọi là 1800 compact, nghĩa là không có khoảng hở giữa các vị trí phím này và khiến cho bàn phím ngắn lại đáng kể. Tiếp tục cái series những em phím nhôm của Monstrix thì chúng ta sẽ xem nốt M2 xem là họ có gì không nhé. Trong hộp thì phụ kiện không có gì khác biệt cả, vẫn có dây kết nối cùng dán Foxbrake, một số chân đế foam. Thế là hết. Lớp sơn phủ anode của những em dòng M Monstrix thì nó khá là mịn, không như những cái dòng mà tầm trung bình khác. Đấy. Monstrix thì cũng là tầm trung bình thôi, nhưng mà nó có cái lớp sơn anode này khá là ok. Nó còn tốt hơn cái bản những cái bản e-coating khác nữa. Quan trọng nhất là chúng ta hãy cùng nhìn vào cái layout 1800 compact này. Vẫn đủ hàng phím F và dãy phím số ở bên này đây. Đó. Số 0 đã không còn dài như trước mà chỉ còn đơn vị là một U thôi. U là đơn vị tính chiều dài của keycap. Và ở đây thì phím số 0 là một U giống như các ký tự alpha khác. Sự khác biệt của em này với một em full size đó sẽ là cái khoảng cách ở đây. Chúng ta không còn nhìn thấy hàng phím chức năng ở trên những phím điều hướng mà các em mình sẽ được chuyển về vị trí này. Chỉ còn 4 nút thôi, giản lược một số nút mà trong quá trình chúng ta không sử dụng. 4 nút này là Home, này, End, Page Up, Page Down. Delete thì sẽ là ở đây, F13. Do đó là cái số lượng bộ stab của một em 1800 compact cũng giảm bớt đi. Đây, như đây chúng ta có thể thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 bộ. So với full size thì sẽ là 8 bộ. Hai bộ nữa ở đâu? Nó chính là cái số 0 đã được rút gọn này đi. Và phím Shift ở bên phải. Giờ cũng đã bị ngắn đi rồi nên là không còn dùng Stab nữa. Mình sẽ bắt đầu vào build chiếc M2 Monstrix này. Lắc nhẹ những cái housing Stab này xem nó có bám chặt vào plate không. Như các bạn có thể thấy hình ảnh cận cảnh. Bộ Stab này khi mà dùng bằng tay này khá là lắc, vẫn đang di chuyển. Mình sờ bằng tay thì mình sẽ cảm nhận thấy luôn. Stab bị tích này. Mình chưa bấm xuống mà chỉ ấn nhẹ vào đây đã kêu rồi nhé. Rồi, bây giờ thì mời các bạn xem một số hình ảnh trong lúc mình sẽ làm lại những cái stab này và sau đó chúng ta sẽ xem thành quả trước và sau. Trong khi các bạn đang xem thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về quá trình làm YouTube của mình. Mặc dù kênh YouTube của mình vẫn rất là còi cọc, vừa mới đây thôi thì kênh của mình đã đạt được 1000 sub và mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều về những điều đó. Thì khi mà mình làm thì mình cũng chỉ nghĩ là mình làm để chia sẻ cái thú vui của mình thôi. Bàn phím cơ rồi máy chơi game các thứ, nói chung là những cái đồ chơi của con trai, của đàn ông. Mình cũng không ngờ là có rất là nhiều bạn liên hệ với mình, bày tỏ tình cảm và khen những cái build silent của mình. Và thậm chí có những bạn là nhờ mình lắp hộ. Thì đó là những cái điều mà mình không ngờ tới. Và mình cũng là nhân dịp mà đồ chơi điện được 1000 sub thì mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn đã xem và đang xem kênh của mình. Xin cảm ơn.
đây là thành phẩm cuối cùng sau khi mà mình đã build chiếc bàn phím này xong. Mình thấy bạn ấy chọn cái bộ keycap này khá là đẹp. Nó mang cái chủ đề là cây cỏ, hoa lá, những cái nút novelty, nó hình chậu cây rồi là hoa lá các thứ. Nó gọi là như nào nhỉ? Những cái màu mà nó hơi fade pastel như này này, đi cùng với màu bạc, kit màu bạc này thì không bao giờ sai cả. Lúc nãy thì các bạn cũng có nghe cái start lúc đầu khi mà chưa làm gì. Bây giờ thì thử nghe lại sau khi mà mình đã mod xong nhé. Vẫn sẽ là sound test 3 điểm các bạn nhé. Đầu tiên là dí tai vào nghe thật là sát. Ở tầm tai của người gõ phím nghe sẽ như thế nào? Mình sẽ để mic này ở phía tai của mình. Điểm thứ ba ấy, thì nó đúng thực sự sẽ là khớp với chủ nhân của chiếc bàn phím này. Khi mà lắp ấy, thì bạn ấy có nói là bạn ấy sẽ ngồi cách xa mọi người 2 mét. Thế nên là làm sao để trong 2 mét đó cái người kia không nghe thấy gì. Thực ra là mình nghĩ là 2 mét nó hơi quá. Mặc dù là mình đã tăng hết gain của cái mic này, nghe nó cũng sẽ khá là thính thôi. Đấy, ví dụ như mình đặt ở đây, mình nói thì vẫn các bạn nghe vẫn rất là rõ. Nhưng mà 2 mét thì chắc là sẽ không nghe thấy gì nữa đâu. Đó, thì đấy là đã hoàn thành cái build chiếc M2 Monsgeek Silent này. Mình sẽ gửi cho bạn đã nhờ mình. Bạn ấy cũng đang rất là háo hức rồi. Thì các bạn xem xong các bạn thấy như nào? Có thể cho mình một bình luận về cảm nghĩ của các bạn. Trước khi kết thúc video thì chúng ta hãy cùng ngắm lại chiếc bàn phím này một lần nữa nhé. Thế nhá, hết video rồi. Xin chào, bye bye.